Chào quý vị đến với chương trình truyền thông chính phủ điện tử IT Today của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, giáo dục 4.0 là một mô hình giáo dục thông minh, liên kết chủ yếu giữa các yếu tố nhà trường, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc đổi mới sáng tạo và năng suất lao động trong xã hội tri thức. Giáo dục 4.0 cũng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giảng viên, sinh viên, tạo điều kiện cho hợp tác giữa giáo dục đại học và sản xuất công nghiệp, gắn kết cùng các nỗ lực phát triển kinh tế khu vực và địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi về những kết quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và hoạt động tại Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, phấn đấu đạt đến mô hình giáo dục 4.0, thời gian qua, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và quản lý. Việc ứng dụng này đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, đem lại nhiều tiện ích cho sinh viên, cũng như trong hoạt động của nhà trường. Ngay từ khi mới thành lập, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đã chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy. Bước ngoặt đầu tiên trong công tác này là vào năm 2011, nhà trường đã chuyển toàn bộ các chương trình đào tạo từ đào tạo niên chế sang tín chỉ. Do đó, việc trang bị hệ thống quản lý đủ mạnh đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ là rất cấp thiết. Tại thời điểm đó, nhà trường đã đầu tư hệ thống phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin gần 3 tỷ đồng. Từ đó đến nay, hệ thống tiếp tục được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện và hoạt động ngày càng hiệu quả, ứng dụng vào tất cả các mặt hoạt động của trường. Hiện những tiết học với sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ không còn quá xa lạ đối với các sinh viên và giảng viên của Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Những tiết học này giúp việc giảng dạy của giảng viên được thuận lợi hơn, còn sinh viên tiếp thu bài giảng cũng tốt hơn. Mặc dù hình thức giảng dạy trực tiếp truyền thống là đọc, chép vẫn đang được áp dụng song song với hình thức giảng dạy trực tuyến này, song theo kế hoạch, các lớp học trực tuyến sẽ được áp dụng hoàn toàn trong thời gian tới. Thì với việc ứng dụng e-learning trong vấn đề giảng dạy thì nó giúp cho sinh viên tiếp thu bài học đầy đủ hơn, đồng thời cũng giảm thiểu cái vấn đề thời gian cho các em, cũng như các em có thể sử dụng các phương tiện công nghệ như là điện thoại di động và máy tính trong vấn đề học tập mọi lúc mọi nơi. Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đã nhiều năm đào tạo trình độ đại học thạc sĩ chuyên ngành với ngành công nghệ thông tin, và đây cũng là ngành mũi nhọn của trường. Do đó, khi triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy, trường rất thuận lợi về nguồn nhân lực để triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả. Hiện nay, công nghệ thông tin được ứng dụng trong hầu hết các hoạt động của trường, từ công tác hành chính, tuyển sinh, quản lý đào tạo đến giảng dạy và học tập. Theo đó, các hoạt động trong công tác hành chính như quản lý văn bản, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính được ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để. 100% cán bộ, nhân viên, giảng viên của trường đều sử dụng mail điện tử và các phương tiện công nghệ khác để trao đổi, nắm bắt thông tin nội bộ. Đặc biệt, sau khi Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu là thành viên của tập đoàn Nguyễn Hoàng, đã thụ hưởng những gói hỗ trợ rất lớn từ việc đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống. Chỉ tính riêng việc ký kết giữa tập đoàn với Microsoft Việt Nam, nhiều nội dung quan trọng được thực hiện, trong đó có triển khai dịch vụ điện toán đám mây Office 365. Đến nay, tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường đều được cấp tài khoản trên hệ thống này. Cùng với sự đầu tư của tập đoàn, hiện nay tất cả các khâu từ đăng ký dự tuyển, xét tuyển, nhập học, quản lý chương trình đào tạo, đăng ký học phần, xếp lịch học, lịch thi, nộp học phí, xem kết quả học tập, khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên và các hoạt động khác của trường, đến việc tra cứu văn bản chứng chỉ đều được thực hiện qua hệ thống mạng nội bộ và Internet. Với cái điện thoại của em thì em có thể xem thông tin về sinh viên, về thời khóa biểu, xem lịch học, xem đăng ký học phần, và những thông tin trường thông báo trên trang này đều có trên ở tin chính. Em thấy việc này giúp tụi em dễ dàng học tập thuận lợi hơn, với lại dễ dàng nắm bắt thông tin của trường. Tiếp cận xu hướng công nghệ mới của thời đại, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu không dừng lại ở việc tuyên truyền, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, mà còn mở rộng ra toàn quốc và quốc tế. Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội thảo khoa học phát triển du lịch trong cách mạng công nghiệp 4.0, với sự tham gia của hơn 200 người là các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước. Ngày 21 tháng 12, hơn 100 đại biểu là chuyên gia công nghệ đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Đức,
Pháp, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Pakistan, Bangladesh, Thái Lan, Việt Nam đã tham dự Hội thảo Quốc tế Máy tính Thế hệ mới lần thứ tư năm 2018. Hội thảo do Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Đại học Sejong Hàn Quốc tổ chức. Đây là dịp để Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu giao lưu, học hỏi và có thêm cơ hội hợp tác cũng như kinh nghiệm về điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác. Đây là một cơ hội tốt cho Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Trong hội thảo này, thì trường chúng tôi có được 3 báo cáo được chấp nhận báo cáo tại đây. Và đây cũng là dịp cho các nhà khoa học trẻ của Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đã được giao lưu và kết nối với các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực này. Đây là một lĩnh vực còn mũi nhọn hiện nay. Có thể khẳng định, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đã có những bước đi ban đầu trong việc thay đổi để tiệm cận và đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 trong tương lai không xa. Trong phần hỏi đáp IT hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần phỏng vấn giữa phóng viên chương trình với Thạc sĩ Lê Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Để nâng cao hơn nữa cái hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy cũng như là trong hoạt động tại trường, thì ông có thể cho biết những kế hoạch sắp tới của trường là gì? Vậy hướng tới đây thì trong cái chiến lược phát triển của nhà trường cũng như cái sự kết nối, cái sự quan tâm đặc biệt của tập đoàn Nguyễn Hòa. Bởi vì nhà trường từ năm 2006 là một thành viên chính thức của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hòa. Thì do vậy nên là trong cái chiến lược phát triển công nghệ thông tin của tập đoàn cũng dành ra một cái khoản đầu tư rất lớn để phát triển cái mạng này. Theo như lãnh đạo tập đoàn, định hướng của lãnh đạo tập đoàn đưa ra như vậy thì triển khai các cái chương trình riêng cho khối đại học từ năm giữa năm 2018 đến giữa năm 2020 là dự kiến trong cho 4 trường đại học trong hệ thống giáo dục tập đoàn thôi thì cũng khoảng gần 100 tỷ. Riêng trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu thì trong khoảng thời gian đó thì tập đoàn sẽ dành cái suất đầu tư khoảng gần 20 tỷ để phát triển 6 cái chương trình trọng điểm. Thứ nhất là cái Office 365, một cái chương trình thứ hai của tập đoàn trong cái định hướng thời gian tới và cũng như đang triển khai hoạt động là cái chương trình về quản trị về tài chính. Cái phần quản trị tài chính này thì cái hướng tới là tất cả những cái dữ liệu mà triển khai cái hoạt động cái chứng từ về tài chính thì được số hóa toàn bộ. Nó hạn chế rất nhiều cái việc là sử dụng cái văn bản giấy. Thì đây cũng là một cái tiết kiệm nguồn lực không phải cho trường, không phải cho tập đoàn mà có lẽ là cho cái toàn xã hội nếu chúng ta đẩy mạnh cái chương trình này. Một cái chương trình thứ ba là chương trình về quản trị nhân sự. Tiếp theo là cái chương trình về marketing và phục vụ cho cái quảng bá truyền thông và kết nối với sinh viên, học sinh. Chương trình tiếp theo là cái chương trình về hệ thống e-office. Về chương trình e-office thì đây là cái chương trình cái hệ thống quản lý này nó sẽ kết nối toàn bộ tất cả các cơ sở trong cái hệ thống. Mà hiện tại thì trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã thực hiện cái vấn đề này từ năm 2011 đến nay. Và cuối cùng là các chương trình để phát triển về tổ chức giảng dạy e-learning. Thế thì đối với Đại học Bà Rịa Vũng Tàu thì các chương trình này cũng đã thay ngán và cũng đã có chiến lược để triển khai trong một vài năm gần đây. Tuy nhiên thì với cái sức mạnh của tập đoàn, sau khi gia nhập tập đoàn và với cái sức đầu tư để phát triển mạnh cái hệ thống này thì trong thời gian tới các trường đại học trong hệ thống cũng như là Đại học Vũng Tàu cũng sẽ đẩy nhanh cái phát triển e-learning này. Nó giúp cho người học là rất nhiều cái tiện ích, trong đó là chẳng những là tiết kiệm về thời gian, tiết kiệm về nguồn lực mà nó đáp ứng cho mọi đối tượng của người học. Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã xác định rằng là giai đoạn đầu thì sẽ kết hợp giữa các cái môn học trong chương trình, giữa đào tạo trực tiếp với đào tạo e-learning và dần dần thì một số cái môn học mà có thể chuyển tiếp để đào tạo hoàn toàn bằng e-learning. Đây là một cái việc nhà trường cũng phải nỗ lực trong cái
thời gian tới để cùng với các thành viên của Tập đoàn Giáo dục Liên Hoàn thúc đẩy nhanh cái sự tiếp cận với công nghệ thông tin trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Xin cảm ơn ông về những thông tin hữu ích vừa rồi. Phỏng vấn vừa rồi đã khép lại chương trình truyền thông chính phủ điện tử IT Today hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.